Hello, nhưng mà không chị trẻ lâu sư. Hôm nay chủ đề mình sẽ học sẽ là chủ đề phỏng vấn xin việc bằng tiếng Trung. Chắc hẳn trong các bạn có rất nhiều người đang có kế hoạch sẽ tới một công ty Trung Quốc hay Đài Loan để phỏng vấn xin việc. Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới dùng tiếng Trung để phỏng vấn xin việc thì cảm thấy đau đầu rồi đúng không nào? Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ các bạn những câu ngắn gọn khi mà mình đi phỏng vấn xin việc tại một công ty Trung Quốc ở Đài Loan mình cần chú ý. Ok, mình bắt đầu nhé. 你有什么缺点? 你有什么缺点? 我的缺点就是没有缺点了。我的缺点就是没有缺点了。 Người phỏng vấn hỏi bạn câu này chủ yếu là muốn tìm hiểu xem bạn có hiểu bản thân mình không. Cho nên lúc này mình tốt nhất là nên trả lời thẳng thắn. Nhưng mà nhớ là đừng nên bộc lộ quá nhiều khuyết điểm của mình. Ví dụ mình có thể nói mấy câu nghe có vẻ là khuyết điểm nhưng mà thực ra nó chỉ là ưu điểm. 你有什么缺点? 有时候我完成的比别人慢, 因为我太追求完美了。 有时候我要反复的检查文件, 因为我要确保所有信息都是正确的。 Wow. 你有什么优点? 你有什么优点? 我的优点就是我没有缺点咯。 我工作很努力，很认真的。 你看， 我也很帅呢。 我也很帅呢。 Oh no. Trước khi mà bạn đi phỏng vấn, bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Bạn phải biết là công việc này cần những người như thế nào và cần đặc tính thế nào. 你有什么优点? 我很积极主动，我一看到事情我就想立马去做，因为我喜欢看到结果。还有，我觉得这个行业积极主动和负责任非常重要。哇哦！你有什么工作经验吗？ 你有什么工作经验吗？有啊，这是我第30次面试了。这是我第30次面试了。 Thường thì người phỏng vấn có thể thấy được kinh nghiệm làm việc của bạn trên hồ sơ xin việc. Nhưng mà tại sao họ lại hỏi như vậy? Bởi vì họ muốn nghe cái khả năng giao tiếp và tổng kết của bạn. 你有什么工作经验吗? 有的，我之前在Vingroup集团做过2年的市场总监， 所以我对写广告文案和社交媒体内容都非常有经验， 所以我觉得我非常适合这个社交媒体的岗位。 哇哦，不错呀。 你能给公司带来什么? 你能给公司带来什么？带来啊，有带了。请说。 Trước khi bạn trả lời câu hỏi này, bạn phải tìm hiểu trước là yêu cầu của công ty đối với vị trí này là như thế nào. Sau đó mình kết hợp với cái sở trường của bản thân mình rồi mới đưa ra cái đáp án cuối cùng. Như vậy họ mới thích nghe. 你能给公司带来什么? 我有3样东西，别人是给不了的。第一，我有解决问题的能力；第二，我对社交媒体战略有很深的了解；第三，我还有很丰富营销经验。哎呦，不错哦。你的预期薪资是多少？你的预期薪资是多少？ 钱啊。 跟你一样咯，或者比你多一点也可以啊。我这个人不爱钱，5万美金就够了。滚！ Khi mà người phỏng vấn hỏi bạn câu này, bản thân họ cũng đã biết là bao nhiêu rồi. Chủ yếu là họ muốn nghe coi là bạn có hiểu được cái ngành nghề này như thế nào không. Cho nên trước khi bạn tới phỏng vấn, bạn phải lên mạng tìm hiểu kỹ trước coi là cái ngành nghề này rốt cuộc là tiền lương là bao nhiêu. 你的预期薪资是多少? 根据我的工作经验还有个人能力, 我觉得大概是从2500万到3000万左右吧。 但是我也很愿意听一下你们的想法。 Nice! 好了，你们都学会了吗? 所以你们去面试以前别忘了做好充足的准备哦。 还有，如果有中文面试经验的朋友，请在下面留言分享经验哦。好，那我们先到这里吧，再见。